Thì má nó mở đi con biết gì chứ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Đã đến giờ lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả tất mích và trang nghiêm thân khẩu ý cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Ngọc Trân thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính hãnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và xin chào quý học viên. Dạ con thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakye kame charu pe ridisi karata te chandale ke vimane di be ra te chagame bagu anagahane ge hawan thumi ke te phoma chayam tu de wa chala chala visame yang kagam tapanaga ti tanta santi ke yang muni wara wajanang sa thawo me Sunan tu thamma savana kalo ayam phadanta thamma savana kalo ayam phadanta thamma savana kalo ayam phadanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami tutiyam vibuddhang saranang gacchami tutiyam vidhammang saranang gacchami Tutiyambi sanghang saranang gacchami tatiyambi buddhang saranang gacchami tatiyambi dhammang saranang gacchami tatiyambi sanghang saranang gacchami Iti biso bhagava arahang samma sambuddho vicca carana sambandho Sugato lokavidu anuttaro purisadamma sarati sattha deva manussanam buddho bhagavati nathi me saranam anyam buddho me saranam varam etena saccha vacchena hontu me jayamangalam uttamam yena vandeham badabhangso Varuttamang Buddheyo Kalito Doso Buddho Kamatutang Mamang Swathato Bhagavata Thammo Sandhitiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachatang Veditapo Vinyohitinathime Saranang anyang thammo me saranang varang etena saccha vacchena hontu me jayamangala uttamangena vandeham dhammang caduvidhang varang thammeyo khalito doso thammo khamatutang mamang Subhatibhano Bhagavato Savaka Sangho Ujubhatibhano Bhagavato Savaka Sangho Nyayabhatibhano Bhagavato Savaka Sangho Samichibhatibhano Bhagavato Savaka Sangho Yadidang Chattari Burisayugani At Thaburisabongala Esa Bhagavato Savaka Sangho Ahunayo Pahunayo Dakhinayo Anchangikaraniyo Anuttarang Punyaketang Lokasatinathime Saranang Anyang Sangho Me Saranang Warang Etena Saccha Vacchena Hotu Me Jayamangalang uttamangena vandeham sanghang caduvidhottamang
Sankheyo Kalito Do So Sankho Kabato Tang Mamang Wanda Mi Che Ti Yang Sabang Sabathane Subati Titak Saririka Thatu Mahabo Teng Butharoba Sakalang Sadam Sambute Atawi Sancha Doada Sancha Saha Sake Pancha Sata Saha Sani Nama Misira Sa Ahang Te Sang Tham Mancha Sang Khang Cha Adare Nanama Mihang Namakara Lufa We Nahan To Sabbe Upadda We Aneka Antaraya Pivina Santu Ase Sato Sambuddhe pañca paññā sañca catuvi sati sahasa keda sata sahasa ninamāmi sirasa aham te saṅ dhammañca saṅ khañca ādare nanamāmi haṁ namakāra nupāve nahaṁ to sabbe upaddhave aneka antarāya pivināsaṁ tu ase sato Sambuddhe na vuttarasate athachata lisa sahasake visati sata sahasa ninamami sirasa aham te saṅ dhammañca saṅ khañca ādare nanamami haṁ namakāra nupāve nahaṁ to sabbe upaddhave Aneka antaraya pivina santu ase sato Sape burati maya disaya sata awera sukhi honu Sape burati maya disaya sata awera sukhi honu Sape dakhina disaya sata awera sukhi honu Sape dakhina Yanudisaya sata awera sukhi honu sape paichima Yadisaya sata awera sukhi honu sape paichima Yanudisaya sata awera sukhi honu sape uttara Yadisaya sata awera sukhi honu sape uttara Yanudisaya sata awera sukhi hondu sape uparima Yadisaya sata awera sukhi hondu sape hetima Yadisaya sata awera sukhi hondu sape sata awera hondu sukhi ta hondu Nikdoka hondu apya pacha hondu anika hondu Dika yuka hondu agoga hondu sampati hisamichanto sukhi atanang pariharanto dukkhapatta janik dukkha vayapatta janifaya sokapatta janisoka hondu sabbe vipanino Akasatha jafumatha devanaga mahitika Bunyang no anomodang tujirang rakhantu sasanang Akasatha jafumatha devanaga mahitika Bunyang no anomodang tujirang rakhantu no garu Akasatha jafumatha devanaga mahitika Bunyang no anomodang tujirang rakhantu nyatayo Akasatha jafumatha devanaga mahitika Bunyang no anomodang tujirang rakhantu palino Akasatha jafumatha devanaga mahitika Bunyang no anomodang tujirang rakhantu no sada Idang watano bunyang asawa khaya wahang hontu anagate kale sa thú, dạ con đã tụng xong. Cô Nhung ơi,
Sa thú, con đã tụng xong rồi cô Nhung ơi. Dạ, dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng bài Bali ngày hôm nay ạ. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật. Con kính dâng mic đến sư ạ. Dạ con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Mai á, Nam mô Sang Khai á. Xin chào lớp. Dạ con kính thỉnh đại sư ạ. Rồi. Giờ hôm nay mình sẽ học bài số 14 tiếp theo. Số 14. 14 là cái gì? Số 14. Số 14 hôm trước mình học đó là mình có hai phần quan phạm, một là mệnh lệnh cắt, hai là danh từ trung tính về người Ý như là hoa rí. Giờ hôm trước là mình đã học trước phần danh từ trung tính về người Ý như là hoa rí rồi. Giờ hôm nay mình sẽ học phần mệnh lệnh cắt. Mệnh lệnh cắt, chúng ta xem mệnh lệnh cắt là sao. Đây mệnh lệnh cắt. Mà lần cách sử dụng Panchamayi Vipatti. Mà lần cách là Panchamayi Vipatti trong tiếng Bali được dịch là mệnh lệnh cách và thường được sử dụng trong các trường hợp sau. Mình xem cách sử dụng ha. Ta xem cách sử dụng trước rồi sau đó chúng ta học cái bản chi của mệnh lệnh cách. Thứ nhất là dùng để sai bảo một người nào đó. Đó là cách thứ nhất, dùng để sai bảo. Thí dụ như là Channa Anto Purang Rất Thăng Pai Chi Hi. Này Channa hãy đánh xe về Bằng Cung. Này Channa hãy đánh xe về Bằng Cung. Thì ở đây mình có động từ Pai Chi Tí là hãy đánh. Hãy đánh cái chữ Rất Thăng là xe. Hãy đánh xe về Bằng Cung. Thì chữ động từ Pai Chi Tí là mệnh lệnh cắt, dùng để sai bảo sai bảo ai đó. Và ở bi thí dụ 2 Ehipikhu Swakhato Thammu Chara Pramachariyan Samadukhasa Antakiriyaya. Ở đây mình có hai động từ, một là Ehi, hai là Chara. Ehipikhu, này thì kheo hãy đến. Chữ Ehi ở đây là hãy đến, cũng dùng để sai bảo ha, hãy đến để sai bảo. Rồi Chara, hãy đến, hãy đến, hãy thực hành, hãy thực hành. Chara đây là hãy thực hành, hãy thực hành. Thì ở đây mình có hai động từ dạng mệnh lệnh cách, một là hãy đến, thứ hai là hãy thực hành. Còn nguyên cái câu này thì dịch là này thì khu hãy đến. Pháp đã được khéo thuyết giảng, Swakhato Thammo là pháp đã được khéo thuyết giảng. Hãy thực hành phạm hạnh, Chara Pramacharyang, hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn. Samma, Samma là một cách đúng đắn. Dukkhasa Antakiriyaya, để chấm dứt khổ đau. Thì đó là dùng để sai bảo, sai bảo người nào đó là mệnh lệnh cách. Đã sử dụng ở cách thứ nhất. Trường hợp thứ hai mình cách dùng để gì?
dùng để cầu khẩn hay ước muốn một điều gì đó. Khi mình đang muốn cầu khẩn một gì để gì đó cầu, hoặc là ước muốn một điều gì đó, người ta cũng dùng mà lần cách. Ví dụ ở đây, ý đăng nô nhà tì năng hô tú sukita hôn tú nhà tây vô. Ở đây là cầu khẩn hoặc là ước muốn nè. Ở đây mình có động từ hô tú, một là hôn tú, hô tú là số ít, hôn tú là số nhiều. Xin cho phước, cái này là cầu khẩn nè, hoặc là ước muốn mong mong nè. Xin cho phước này có đến những thân viếng của chúng tôi. Xin cho thân viếng có được sự an vui. Cái này là cầu khẩn và ước muốn. À, động từ hô tú hoặc là hôn tú. À, câu số 2. Y đăng quát thanh nô phù nhàng à, sa quát khai gia qua hàng hô tú. Là chữ hô tú này. Ước muốn, nguyện, nguyện cho phước này của chúng tôi dẫn đến sự đồng tầng các lâu hoạt. Cái này cũng cầu khẩn, cái này là nguyện, cái này là ước muốn ha. Câu này xài cho ước muốn. Thì à, đó là trường hợp thứ hai mà lần cắt được sử dụng cho cầu khẩn hoặc là ước muốn. Trường hợp thứ nhất thì dùng để sai bảo ai đó. Trường hợp thứ hai dùng để cầu khẩn hoặc là ước muốn. Rồi bây giờ trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba dùng để chúc tụng đến một người nào đó. Để chúc tụng đến một người nào đó, người ta cũng dùng mạnh lành cách. Ví dụ như là xúc khăn tôm ha căng hô tú, chúc cho bạn được an vui. Khăn tôm ha căng hô tú, chúc cho bạn được an vui. Thì ở đây cũng động từ hô tú, nhưng mà mình dịch là chúc. À, hô tú ở trên nãy cái trường hợp 2 á, hô tú là xin hay là nguyện, dùng cho ý nghĩa là cầu khẩn ước muốn. Bây giờ hô tú ở đây dùng cho trường hợp chúc tụng, người ta dịch nó là chúc. À, chúc cho bạn được an vui. Ichi tăng và thi tăng tô ma hằng kê pa mê quá sa mê chạch tú, chúc cho sự mong mỏi, sự ước muốn mau chóng được thành tựu đến bạn. Ichi tăng và thi tăng sự mong mỏi, sự ước muốn nhanh chóng, khi pa mê quá nhanh chóng hoặc là mau chóng được thành tựu đến bạn. Được thành tựu đến bạn. Samichatu là thành tựu. Tum ha căng đến bạn. À, thì à, đó là ba ý nghĩa. Như vậy mà lần cắt siêu trong ba ý nghĩa. Thứ nhất là dùng để sai bảo. Thứ hai là dùng để cầu khẩn hay là ước muốn. Thứ ba là dùng để chúc tụng ai đó. Ai đó thì người ta sử dụng mà lần cắt. Rồi nhắc lại. Mà lần cắt sử dụng ba ý nghĩa. Thứ nhất là dùng để sai bảo, sai một người nào đó thì người ta sử dụng mệnh lệnh cách. Thứ hai dùng để cầu khẩn hoặc là ước muốn. Thứ ba dùng để chúc tụng ai đó thì người ta sử dụng mệnh lệnh cách. Sử dụng trong ba trường hợp ha. Rồi đây là bản chi của mệnh lệnh cách. Muốn sử dụng được mà lên cách trong ba trường hợp đó, mình phải thuộc ở cái bảng chia này. Thuộc cái bảng chia này. Rồi ngôi thứ nhất số ít a hăng mình có phải cha mí, số nhiều mới dân phải cha má. Ngôi thứ hai số ít phải cha hí, số nhiều tôm hê phải cha thá. Ngôi thứ ba số ít phải cha tú, số nhiều phải chăm tú. Ở đây mình biết chữ so sa tăng là mình viết cho cả ba tính. So là nam tính, sa là nữ tính, tăng là trung tính, tê là nam tính, ta là nữ tính, ta ní là trung tính. So sa tê, so sa tăng hoặc là tê, ta ní cho cả ba tính ha. Mình chia lấy một tính thôi chứ ai ở đó mà đọc cả ba tính. Rồi lần nữa, người thứ nhất số ít a hàng phải cha mí, số nhiều mới dân phải cha má.
Ngồi thứ hai sẽ toàn bạch chá bạch chá hí. Ngồi xuân nhì tùm hề bạch chá thá. Ngồi thứ ba sẽ ớt so bạch chá tú. Xuân nhì tê bạch chá tú. Đó là bản chi của mình lần cách. Bây giờ mình tập chia mình lần cách ở dạng bản tóm tắt. Đây bản chia động từ bạch chá tí mình lần cách. Giờ ở đây là cái đuôi của bản chi nó. Thì mình sẽ bỏ cái chữ a tí ra để ghép với cái đuôi này à, giống như mọi khi. Mùi thứ nhất số ít a hằng bách trà mí số nhì mới dân bách trà má. Mùi thứ hai số ít toàn bách trá bách trà hí số nhì tùm hề bách trà thá. Mùi thứ ba số ít bách trà tú số nhì tê bách trà tú. Ra lần nữa. Ngồi thứ nhất số ít a hằng bách trà mí số nhì mới dân bách trà má. Ngồi thứ hai số ít toàn bách trá bách trà hí ngồi tùm hề bách trà thá. Ngồi thứ ba số ít bách trá tú số nhì bách trà tú. Rồi đó là bản chia của mệnh lệnh cách. Giờ giờ ta lên để tập chia ha. Mệnh lệnh cách mình có đến 3 bảng 4 bảng mình chia hết dạng mệnh lệnh cách luôn. Anh Cát Khánh có trên lớp học phải không à? Dạ có sư. Mời à, lớp học chia cho cái bản chia này sư. Dạ, mời Phật tử Hảo Nguyễn à. Mình có thể chia động từ dạng phải cho tí này hoặc là động từ nào khác mà nó tận cùng bằng cá tí. Dạ, dạ thưa sư con xin chia bảng động từ bắt chát tí mình lệnh cách ạ. À. Ngôi thứ nhất số ít á hằng bát cha mí số nhiều má dần bát xà má. Ngôi thứ hai số ít tuần bát chá bát cha hí tum hê số nhiều tum hê bát cha bát chá thá. Ngôi thứ ba số ít xô bát chá tú số nhiều tê bát chan tú. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ con xin chia bảng chia động từ bách cha tí mệnh lệnh cách. Ngôi thứ nhất số ít á hằng bách cha mí số nhiều má giang bách cha má. Ngôi thứ hai số ít toàn bát cha hí số nhiều tôm hơi bát cha thá. Ngôi thứ ba số ít xô bát cha tú số nhiều tê bát chanh tú. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Thưa sư, con xin chia động từ bí pháp tí là uống hả sư? Ngôi thứ nhất số ít bí và mí số nhiều á hăng bí và mí số nhiều là má giang bí và má. Ngôi thứ hai số ít toàn bí và hí số nhiều tôm hê bí và thá. Ngôi thứ ba số ít xô bí và tú số nhiều là tê bí và tú. Thưa sư xin hết. Không nghe nói gì hết. Dạ xin mời Phật tử mang ra lá nành đi. Dạ sư xương xin đọc. Ngôi thứ nhất số ít á hằng bách cha mí số nhiều má giang bách cha má. Ngôi thứ hai số ít toàn bách cha hí số nhiều tùm hê bách cha thá. Ngôi thứ ba số ít xô bách cha tú
số nhiều tê bách chan tú. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư, con xin đọc bản chia động từ có chất tí mình lệnh cách. Ngôi thứ nhất, á hăng bách cha mí. Số nhiều, má văn bách cha má. Ngôi thứ hai, số ít, toàn bách cha. Toàn bách cha hí. Số nhiều là tâm hê bách cha tha. Ngôi thứ ba, số ít là sô bách cha tú. Số nhiều là tê bách cha tú. Dạ bà sư, con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Alo. Tới Phương Ti phải không Khánh? Dạ, dạ xin mời con Phương Ti ạ. Dạ. Dạ thưa sư, xin chia động từ vát đắc tí. Ngôi thứ nhất số ít, á hằng vát đa mí. Số nhiều, mái giăng vát đa má. Thứ hai, số ít, tây quanh vát đá vát đa hí. Số nhiều, tùm hê vát đa thá. Ngôi thứ ba, số ít, quách đa tú. Số nhiều, quách đăng tú. Dạ con xin hết nè, biết đúng không sư? Dạ xin mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Dạ thưa sư, con xin chia động từ bát chế tí ở bên này cách ra. Ngôi thứ nhất, sư ích a hăng bát cha mí. Ngôi số nhiều, mái văn bát cha má. Ngôi thứ hai, số ít tăng bát cha bát cha hí. Số nhiều tôm hê bát cha thá. Ngôi thứ ba, số ít xô bát cha tú. Số nhiều tê bát cha tú. Dạ con xin hết à. Dạ xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư, con chia động từ a hà ra tí mang đến mệnh lệnh khác ạ. Ngôi thứ nhất, á hăng a hả ra mí. Số nhiều, má răm a hả ra má. Ngôi thứ hai, tăng a hả ra a hả ra và a hả ra hí. Số nhiều, tung hê a hả ra thá. Ngôi thứ ba, sâu sô a hả ra tú. Số nhiều, tê a hả năm tú. Rồi sư tôi xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Phụng Đẹp ạ. Dạ thưa sư, con xin chia động từ bí quá tí là uống à. Ở cái cách ở cái thì mà định cách. Ngôi thứ nhất, số ít, á hăng bí quá mí. Số nhiều là mây giăng bí quá má. Ngôi thứ hai, số ít là toan bí qua bí quá là toan ba ba quá hí. Ngôi thứ hai, số nhiều là tum hê bí quá thá. Ngôi thứ ba, số ít là xô bí quá tú. Số nhiều là tê bí bí quan tú. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Phi Sương ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Con xin chia động từ hát xá tí là cười giả sư ở mình lệnh cách. Ngôi thứ nhất, số ít, á hâm á hăng hát xa mí. Số nhiều, má văn hát xa má.
số ít, ngôi thứ hai số ít là toàn há sa hí, số nhiều tum hê há sa thá. Ngôi thứ ba số ít, ấy ngôi thứ nhất số ít, so há sa tú, số nhiều tê há tú, há san tú. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ. Ngôi thứ ba, ngôi thứ ba là á hăng há sa mí á, sư. Số nhiều là má văn há sa má. Đó là ngôi thứ nhất. Dạ. Số số há sa tú. Số nhiều tê há san tú. Dạ, con xin mời Phật tử Ngọc Tuyết ạ. Dạ thưa sư, con xin chia động từ cá sa tí là cài. Theo mệnh lệnh cách, ngôi thứ nhất a hăng cá sa mí, số nhiều mai văn cá sa má. Ngôi thứ hai số ít toàn cá sa hí, số nhiều tôm hê cá sa thá. Ngôi thứ ba số ít sô cá sa tú, số nhiều tê cá săn tú. Dạ thưa hết à sư. Dạ xin mời Phật tử Sa Nguyên ạ. Dạ thưa sư, con xin chia động từ Pachati mệnh lệnh cách. Ngôi thứ nhất số ít là á hăng Pachami, số nhiều là mai văn Pachama. Ngôi thứ hai số ít là thoang Pachá, thoang Pachahí. Ngôi thứ hai số nhiều là thum hê Bát Cha Thá. Ngôi thứ ba số ít là Sô Bát Cha Tú, số nhiều là Thê Bát Cha Tú. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ. Dạ có Phật tử nào muốn đọc không ạ? Dạ thưa sư đã hết rồi sư. Bây giờ chia thêm một bản nữa nha. Chia ra một bản nữa dạng E của mệnh lệnh cách. Nãy làm chia dạng động từ tận cùng bằng A, giờ chia ra một bản tận cùng bằng E. Các trên từ động từ tận cùng bằng E của mệnh lệnh cách thì chia giống cái bản này. Ngôi thứ nhất số ít A hang B C mí, số nhiều mí văn D C má. Ngôi thứ hai số ít toàn D C hí, số nhiều tôm hê D C thá. Ngôi thứ ba số ít DC tú, số nhiều TDC tú. À lần nữa, ngôi thứ nhất số ít A hăng DC mỹ, số nhiều mỹ văn DC má. Ngôi thứ hai số ít toàn DC hí, số nhiều tôm hê DC thá. Ngôi thứ ba số ít so DC tú, số nhiều TDC tú. À lần nữa, ngôi thứ nhất số ít A hăng DC mỹ, số nhiều mỹ văn DC má. Ngôi thứ hai số ít toàn DC hí, số nhiều tôm hê DC thá. Ngôi thứ ba số ít so DC tú, số nhiều TDC tú. Rồi bây giờ ai chia được bản này giơ tay lên để chia. Dạ xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ con xin chia bản động từ DC tí mệnh lệnh cách. Ngôi thứ nhất số ít á hăng DC mí, số nhiều má văn DC má. Ngôi thứ hai số ít toàn DC hí, số nhiều tôm hê DC thá. Ngôi thứ ba số ít sô DC tú, số nhiều T D sen tú. Con xin hết ạ.
Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ, con xin chia động từ DC tí mệnh lệnh cách ạ. Ngôi thứ nhất là á hăng DC mí. Số nhiều là má văn DC má. Ngôi thứ hai số ít là toan DC hí. Số nhiều là tum hê DC thác. Ba số ít là sô DC tú. Dạ bà sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ bà sư con xin chia động từ ô lô kê tí nhìn ngắm ở mình là cách ạ. Ngô thứ nhất số ít á hăng ô lô kê mí. Số nhiều má văn ô lô kê má. Ngôi thứ hai số ít toan ô lô kê hí. Số nhiều tum hê ô lô kê thá. Ngôi thứ ba số ít sô ô lô kê tú. Số nhiều tê ô lô kê tú. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Mangala nên đi. Dạ, dạ thưa sư, con xin đọc. Ngôi thứ nhất số ít á hằng DC mí. Số nhiều má văn DC má. Ngôi thứ hai số ít toan DC hí. Số nhiều tum hê DC thá. Ngôi thứ ba số ít sô DC tú. Số nhiều T DC tú. Dạ thưa sư, xin hết. À, xin mời Phật tử Kim Cúc. Thưa sư con xin chia động từ bắt thê tí là ước mong. Ngôi thứ nhất số ít á hàng bắt thê mí. Số nhiều là má gian bắt thê má. Ngôi thứ hai số ít là toan bắt thê hí. Số nhiều là tâm hê bắt thê thá. Ngôi thứ ba số ít là sô bắt thê tú. Số nhiều là tê bắt thanh tú. Thưa sư xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Con xin chia động từ Tháp Tư Tí. Thấp tí là động từ nó nắm. À, ngôi thứ nhất số ít á hàng thấp bề mí. Số nhiều máy văn bắt thê má. Ngôi thứ hai số ít toàn bắt bề mí. Tùm, số nhiều tùm hê bắt bề thá. Ngôi thứ ba số ít số thấp bề tú. Số nhiều tê thắp bên tú. Dạ con xin hết ạ. Con xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư con xin chia động từ DC phí. Ngôi thứ nhất số ít a hằng DC mí. Số nhiều má văn DC má. DC má. Ngôi thứ hai số ít tầng DC hí. Số nhiều tâm hề DC tháng. Ngôi thứ ba số ít số DC tú. Số nhiều T DC tú. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Phùng Đẹp ạ. Dạ thưa sư con xin chia động từ ba ly tí là hộ trì. Dạ ngôi thứ nhất số ít á hàng ba lê mí. Số nhiều má văn ba lê má. Ngôi thứ hai số ít toan ba lê hí. Số nhiều là tum hê ba lê thá. Ngôi thứ ba số ít là
số ba lê tú, số nhiều là t ba c ba len tú. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Thưa sư con xin chia động từ para chê tí là đánh bại ạ. Ngôi thứ nhất á hăng para chê mí, số nhiều má răng para chê má. Ngôi thứ hai số ít phăng para chê hí, số nhiều tung hê para chê phá. Ngôi thứ ba số ít sâu para chê tú, số nhiều tê para chém tú. Và sư sư xin xin hết ạ. Xin mời Phật tử Ngọc Tuyết ạ. Dạ thưa sư con xin chia động từ gia lê tí là đốt. Ngôi thứ nhất số ít á hăng gia lê mí, số nhiều mí văn gia lê má. Ngôi thứ hai số ít toan gia lê hí, số nhiều tâm hê gia lê thá. Ngôi thứ ba số ít sô giá lê tú, số nhiều phê giá len tú. Dạ thưa con xin hết ạ. Nhưng mà Phật tử tham ý cá liễu á. Dạ từ xưa con xin chia động từ ca dê tí cho xây. Ngôi thứ nhất ca dê mí, số nhiều má răm ca dê má. Ngôi thứ hai số ít toan ca dê hí, số nhiều tung hê ca dê thá. Ngôi thứ ba tô ca dê tú, số nhiều tê ca tên tú. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư con xin chia động từ DCT là nhìn mệnh hình cấp. Ngôi thứ nhất số ít á hằng DC mí, số nhiều máy dân DC má. Ngôi thứ hai số ít toan DC hí, số nhiều tâm hê DC thá. Ngôi thứ ba số ít số DC tú, số nhiều T DC tú. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ có Phật tử nào muốn đọc đúng không ạ? Dạ thưa sư xin hết rồi sư. Dùm xem phần 2 bản kia đó thôi, dùm trở lại phần bài tập tí nha. Bài tập thì hơi ngán hả? Giờ đây là 5 câu bài tập. Giờ đọc 5 câu bài tập trước để coi từng vựng sao không biết. Cũng 4-5 trang. Giờ 5 câu bài tập trước ha. Câu 1 Lúc giang ra chắc của mà rồ vi chắc ri tùng và xà lâm hà Nikamitwa apatitang mahalakang pasi Dutiyang rajakumaro vicharitung pasadamha Nikamitwa apatitang mahalakang pasi. Câu 2 Rajakumaro upathaka upathakang uchitwa mahalako apatito ti. Chà ni tòa quá đi
khanna imanang sakantang pachi hiti rajakumaro upathakang ujitwa mahalako apatito ti ajanitwa wadi khanna imanang sakantang pachi hiti tosuba lohita cha popo cha hela cha apathikanang kayang gehi akho sotakana mukhadihi galanti sota lohita ni cha popo cha hela cha apathikang kayang gehi akhi su tan khana mukha dihi kalanti o bốn a pa thi ko dukkhan a pa chi toa pa re de vi toa athai hi ru cha ya ki cha ti ma ru go me ho to ti a pa thi ko dukkhan ni pa chi toa pa re de vi toa a thi hi u cha ya ichha ti ma ru go me ho to ti o su nam karuna jitang a pa ti kang o lo ke toa sa pa sa ta su ki ta ho to hon to tu ti raja ku ma ra sa ha ni yas ming o pa chi karuna jita a pa ti ka apatikang olokitwa sapa sata sukita hontoti raja kumara sahat yakmin opaci saya mau pelan-pelan nữa hết 5 câu ha tiang raja kumaro wicari tung pasa damha nikami pa apatitang mahalakang pasti ohai raja kumaro upatha kang kuci toa mahala ko apa ti to ti ajani toa wadi chana wimana sakatang pa jehi ti oba lo hita cha pop pa cha kela cha apa ti kang kayang gehi akhi so ta khana mukha di hi galanti a ko bo a pa ti ko du khang ni pa chi to a pa re de vi to a athi hi ru cha ya ki cha ti ma ru go me ho to ti o su nam karuna ji tang a pa ti kang o lo ke to a sa pa sa ta su ki ta ho to ti raja ku ma ra sa di ya mi o pa chi ra ye ye ta len đọc 5 câu bài tập. Rồi anh Khánh mời Thao tới đọc bài tập. Dạ, xin mời Phật tử Phương Tây. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Câu số 1. Đức ti giang ga giác khu ma rô chắc trí tùm bá xà tham hà đích khát biết biết tòa a bà tí tăng ba lắc khàn bác sĩ. Câu số 2. Ga giác khu ma rô úp bác khát căng Đức Chích Hoa Mát Há Lắc Khô A Hà Hít Cô Tí A Gia Lít Hoa Và Đí Chân Nát Ví Mạ Năng Sát Cát Tàm Bác Dê Thì Tí. Câu số 3. Đô Hít Tà Ní Chắc Bút Bà Chắc Kha Lệ Chắc A Bà Đít A Bà Thích Kha Kha Năng Kha An Dê Hí A Kí Sô Nát mù khá đi hí gặp lăng tí. Câu số 4. A ba hít khô bút khăm lít bác dịp và bác rí đề viết và a thí hí gu gia dắt ít chắc tí mà rô rô mê hòn tu tí. Câu số 5. Khá bú nát hít tăng a ba bích khăm ô lô kê và
sabbasata sukhita hontuti gajakhu makrasa hadat hadat yasmin upat ji. Dạ con xin hết rồi. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc. Hết 5 câu. Tôi xin đọc câu thứ nhất. Duti yang rajak kumaro vicharitung basa damha nikha mitwa abadi abathitang mahalakkan basi. Câu thứ hai. Raja Kumaro Ubathakam Bukchitoa Mahalakto Abathito Ti Ajanitoa Vadi Chana Vimanang Saka, Sakatang Pache Hiti. Câu thứ ba. Lohitani Cha Bupa Cha Kela Cha Abathikanang ka yan gehi akhiso ta ga namukha dihi ga lăng tí. Câu thứ 4. Abathiko dukhang nibakchitoa baridevitoa akthihi ruchaya ichchati ma rogome ho tu tí. Câu thứ 5. Karuna chittang abathikang oloketoa sabbasatta sukhita hantuti rajakumarasa hadayasmin uppacchi. Thư sư xin hết. Xin mời Phật tử Tham Mi Cá Liễu. Sư con xin đọc. Tu ti rằng ra cha cu bà rồ vi cha ti tùng bà xà đàn hà nít ca mi tòa a bà ti tăng ma hà na căng ba si. Câu 2. Già cha cu mà đồ u ba ta cầm bục chi tòa mà hàn la cổ à bà ti cổ ti à cha ni tòa qua qua đi chẳng lá vì mà lần sắc sắc ca tầng bà chê hì tí. Câu ba. Lô hi tà lý cha bú bú bà cha kê là cha à bà tí cà lần cà rằng kê hi ác khí sô tầng hà la mu ca đề hi ga lan ti. Câu 4. A ba ti ko du kang ni bat chi tòa ba di đề vi tòa at ti ti du cha ra icha ti ma ro go me o tu ti. Câu 5. Cà dù là chít tầng à bà thí cầng ô lô kê tòa sắp ba sắt tòa sắp tà thu khí tà hòn thù tí giả cha cú mà sắp dạ xa a đề ra mình úp ba. Chị, dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ.
Dạ bà sư con xin đọc ạ. Câu nhất, Đức Tế Văn ra chát Kumaro quý chá rí tung và sa đam hà nít khá mít tòa a ba tí tăng ma há ca lăng ma ha lá căng bác sĩ. Câu 2, ra chá Kumaro úp bát tha căng úp chít tòa ma ma ha lá cô a ba tí tô tí a cha nít tòa hòa đi chan chan ná quy ma năng sa cá tăng ba dê hi tí. Câu số 3, lô hi ta ní chá búp ba chá kê la chá a ba thí ca năng ca dăng dê hi ác khi sô ta ga ná múc kha đi hi ga lăng tí. Câu số 4, a ba thí cô đúc khăn ní pá chí tòa pá ri đê quý tòa ác thì hí ru ya giá ít chà tí ma rô gô mê hô tù tí. Câu số 5, ca ru na chí tăng a pha đi căng ô lô kê tòa sa bá sát ta su kì ta hôn tù tí ra chá cú ma rát xá há đá giá s minh úp bà chí. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc. Câu thứ nhất, Đô Tí Văn Ra Chá Cú Ma Rô Quýt Chá Rí Tùng Pa Sa Đâm Hà Đích Khá Mít Tòa A Pa Thí Tăng Ma Ha La Càng Bác Sĩ. Câu số 2, Ra Chá Cú Ma Rô Ú Bát Thà Càng Bú Chí Tòa Ma Ha La Cô A Pa Thí Tô Tí A Chà Ní Tòa Quá Đí Chà Ná Quý Ma Năng Sa Cá Tăng Bà Chê Hì Tí. Câu số 3, Lô Hi Ta Ni Chá Búp Bà Chá Khê La Chá A Pa Thí Ca Năng Ca Giang Ghê Hí Ác Khí Sô Tá Gà Ná Múc Kha Đi Hí Gá Lăng Tí. Câu số 4, A Pa Thí Cô Đúc Khăn Nít Bá Chí Tòa Bá Rí Đề Quý Tòa Ác Thì Tí Rú Cha Giá Ít Chá Tí Ma Rô Gô Mê Hồ Tù Tí. Câu số 5, Cá Rú Na Chí Tăng A Pa Thí Căng Ô Lô Kê Tòa Sá Pá Sá Tà Sú Khí Tà Hòn Tù Tí Ra Chá Cú Ma Rá Sá Há Đá Giá S Bình Úp Bá Chí. Con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư, con xin đọc câu số 1, Nếu Tí Văn Ra Chá Cú Ma Rô Vi Chà Rí Tùn Pa Sa Đàm Hà Nít Khá Mí Tòa A Pa Thí Tăng Ma Hà Lá Căng Á Sĩ. Câu số 2, Ra Chá Cú Ma Rô Ốc Phá Thà Căng Ú Chí Tòa Ma Hà Lá Cô A Pa Thí Tô Tí A Chà Ní Tòa Vá Đi Chà Ná Vi Mà Năng Sá Cá Tần Phà Chê Hì Chí. Câu số 3, Lô Hi Tà Ní Chá Phúc Bà Chá Kê La Chá A Bà Chí Cà Năng Cá Giàn Ghê Hi Ác Hi Sô Tá Gà Ná Mù Khà Đi Hi Gá La. Câu số 4, A Ba Thí Cô Đúc Khăn Ni Pha Chí Tò Pha Rí Đề Ví Tò A Thì Hi Rú Chà Giá Í Chá Chí Mà Rô Gô Mê Hồ Tù Tí. Câu số 5, Khá Rú Nà Chí Tân A Ba Thí Cân Hồ Lô Kê Tò Sắp Ba Sát Ta Su Khi Ta Hòn Tù Tí Ra Chá Cú Mà Rát Sá Há Đà Yết Minh Ấp Hát Chí.
Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ, con xin đọc ạ. Câu thứ nhất, Đô Ti Giang, Ra Chá Cú Ma Rô, Quý Chá Rí Tùm, Hà Sát Đàm Há, Ní Khá Mít Tòa, A Bá Đi Tăng, Mà Há Lắc Căng, Bác Sĩ. Câu số 2, Ra Chá Cú Ma Rô, Úc Bá Thá Căng, Chí Tòa, Mà Há Lắc Cô, A Bá Đi Tăng, A Chá Mí Tòa, Vá Vĩ, Chàn Ná, Quý Ma Năng, Sa Ca Tăng, Pa Chê Hi Tí. Câu số 3, Lô Hi Ta Ni Chá, Lô Hi Ta Ni Chá, Ma Lê Chá, A Ba Vi Ma Năng, Dê Giang Dê Hi, A Khi Sô Ta, A Khi Sô Tăng, Ha, Na, Bức Ha Đi Hi, Gà Lăng Tí. Câu số 4, A Bá Thí Cô, Bút Khăn, Nít Bá Chí Tòa, Bá Rí Đề Quý Tòa, Á Thí Hí, Rù Chá Giá, Ít Chá Tí, Ma Rô Gô, Mê Hồ Tu Tí. Câu số 5, Cá Rù Na Chí Tăng, A Bá Đi Căng, Ô Lô Kê Tòa, Sắp Bá Sát Tòa, Sắp Bá Sát Ta, Sukhita, Hồn Tù Tí, Raja Kumarasa, Hadda Yasmin, Upachi. Dạ bà sư, con xin hết ạ. Dạ. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Raja Kumaro, Chi Trung, Vasan, Nam Ha, Nít Khá Ni Hoa, A Ba Thí Tăng, A Ba Thí Tô Tí, A Cha Ni Toa, Quá Đí, Chân Lá, Quý Ma Năng, Phá Cá Tăng, Ba Chê Hi Tí. Câu số 3, Lô Chí Ta Ní Chá, Phúc Ba Chá, Thê La Chá, A Ba Thí Ca Năng, Ca Giang Dê Hí, Á Thí Sô, Tá Ga, Ná Múc, Kha Đi Hí, Giang Lan Tí. Câu số 4, A Ba Thí Cô, Đức Khăn, Ní Cách, Ní Hoa, Bá Dí Đê Hí Toa, Ép Thí Hí, Chú Cha Giá, Ích Cha Tí, Ma Vô Vô Lê, Hô Tu Tí, Cá Rú Ma Tăng, A Ba Thí Tăng, Cô Lô Thị Hoa, Sách Bá Sách Ba, Chú Thí Ta, Thôn Thị Tí, Cá Chá Thú Ma Rắc Phá, Hà Đá Giác Ninh, Úc Cách Chí. Dạ, thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê. 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 Dạ thưa sư, con xin đọc. Đu Ti Giang Ra Chá Cú Ma Rô, Mi Chá Ri Tùm, Pa Sa Đàm Ha, Ni Khá Mi Tò, A Ba Thí Tăng, Ma Há La Càng Phá Xí. Câu số 2, Ra Chá Cú Ma Rô, La Thang Đăng, Phú Chí Tò, Ma Há La Cô, A Ba Đi Tô Tí, A Chá Ni Tò Vá Đi, Chana Vimanam Sakatam Pachayiti. Câu số 3, Lohitani Chá Phúpa Chá Khe La Chá Apari Kanyi Khe Giang Ghe Hi Akisota Kahamu Kandi.
Dạ thưa sư, con xin đọc câu số 1. Đu tí văn ra giác của ma rô viết cá tri tung ba sa đăng hà nít khà mít toa đa ba linh thăng ma há la căng bác sĩ. Câu số 2, ra giác của ma rô ba thạc căng bước chí toa ma há la cô a bá thí tô tí a giá nít toa quá lý cha ná quy ma năng sa cát tăng bà dê hi tí. Câu số 3, lô hí ta ní chá bút bà chá thế là chá a bá ví ca năng ca văn gây hí a khí sô ta gá na mú kha li hí gà lăng tí. Câu số 4, a bá thí cô đúc kha ní bà chí hòa bà rí đê ví toa a thi hí lu gia giá ý cha tí mà rùng cô mê hô tu tí. Câu số 5, karuna chí tăng a ba thí tăng ô lô kê toa sắp ba sa ta su khí ta hôn tu tí ra giá cú ma ra sa hà ra giá smin úp bà dí. Dạ thưa con xin hết ạ. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ chưa, chưa biết đọc. Kì khép. Dạ, dạ thưa sư, dạ thưa sư. Mình đọc từ vựng tí ha, từ vựng tí cho anh nhớ. Bây giờ tay lên đọc từ vựng đi. Hãy đọc từ vựng được kia, tay lên đọc từ vựng đi. Dạ, xin mời Phật tử An Trần. Acha Vasati là sống tại gia đình. Athi là xương cốt. Anatita là không thoát khỏi. Anubhavana là sự thọ hưởng. Aneka là nhiều, không ít. Anto là bên trong. Api là dù, cũng cả lẫn. Abhihang là thường thường. Achanati là biết rõ. Aroya là sức khỏe. Abhathita là bị bệnh. Asavakhayavaha. Asavakhayavaha là việc dẫn đến sự động tâm các lậu hoặc. Dạ thưa sư, con xin hết.
Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bà sư con xin đọc ạ. Chinh tá ná, sự suy nghĩ. Chanh nấp phát tha cá là người hầu sa đặc. Chá ra thăm má, tình trạng già, sự già. Chana tí là sự hiểu biết. Đá há rá là trẻ. Đức khá là sự khó khăn, sự đau khổ. Đức khăn là một cách đau khổ. Đú tí dân là lần thứ hai. Na hoặc là đô là không. Nít khá miết toa là sau khi rời khỏi. Nít chá ca lăng là luôn luôn. Nít đúc. Nít đúc khá là không có đau khổ. Nít bá chá tí là nằm. Bá chá quê khá tí là quán xét, là quán tưởng suy xét. Bá thê tí là ước mong. Paride quan tá là đang rên rỉ. Paride quan na là sự rên rỉ. Bá quý xá tí là đi vào. Bá dê tú là hãy đánh xe. Bá xa đá hoặc là quy ma ná là cung điện hoàng cung. Bí quá tí là uống. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Tàng ý chát tí. Bút chát tí là hỏi. Bú bá là mũ. Gia thí tham ma, tình trạng bệnh, sự bệnh. Phá gá tí. Bú tí là đói. Mahalaka, người già. Ma, đừng. Múc khá là miệng. Meta sam bắt chú tá, có tâm từ. Rắp mắt tí, vui thích. Giá vá chi văn, cho đến trọn đời. Rú da, sự đau nhất. Rô gá, bệnh tật. Lô hí tá, là máu. Vắt đắt tí là nói. Vichar ritum để đi dạo. Sakhas tá xe ngựa. Sapas sát tá tất cả chúng sanh. Sambu khá đối diện với, giáp mặt với, gặp phải. Suốt khá sự an vui một cách an lạc. Suốt khí tá an vui an lạc. Ha đà giá là trái tim. Nhà con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Tham Mỹ Cá Liễu. Dạ, sư sư con xin đọc ạ. Trang đầu tiên đi. Akhi to ta ka la mu ha li là chung là mắt tai mũi miệng. Aga rằng ách cha quá sát tí là sống tại gia đình. Athi là xương cốt. Á lá pi tá là không thoát khỏi. Á lũ phá quá lá là sự thọ hưởng. Á lê cá là nhiều, không ít. An tô là bên trong. Á bí dù cúng cả lấn. Á phinh hăng là trường thọ. Á cha la tí là biết gió. Á rô á rô rá sức khỏe. A ba tí tá là bị bệnh. A xá quá a xá quắc khá ra quá xá á là việc dẫn đến sự đoàn tận các nô hoặc. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc ạ. Ít chá tí mà muốn
U đá cá là nước. Úp bách chá tí, xanh bên phát xanh bên. Ý già ná là vườn hoa viên. Cá tá đã làm. Cá rú na xăm bá dứt, bá chít tá, tâm bi. Cà má gú ná, dục lạc. Cà dạ, cà dăng gá, chi phần cơ thể. Kinh cha tí, dù rằng, mặc dù, dẫu rằng. Khi rá, sữa. Khê lá, nước bọt. Gá rú cá, nặng. Gá lá tí, rỉ chải, chảy ra. Gí hi, phô gá, sự an hưởng của người thế. Chít tá là tâm. Con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Chín tá ná là sự suy nghĩ. Chá nút phát thác ca. Chá nút phát thác ca, người hầu sa nạp. Chá ra thăm ma, tình trạng già, sự già. Chá na ký, hiểu biết. Chá ha ra, trẻ, đúc khá, sự khó khăn, sự đau khổ. Đúc khăn, một cách đau khổ. Đúc tí dân, lần thứ hai. Na, no, na, no, là không. Ní khá biết to, sau khi rời khỏi. Ní chá ca lăng, luôn luôn. Nít chú khá, không có đau khổ. Nít phá chát tí, là nằm. Phát chát về khát tí, quán tưởng suy xét. Phát thề tí, ước mầm. Phà ri đề văn tá, đang rên rỉ. Phà ri đề văn đà, sự rên rỉ. Phá viết sát tí, đi vào. Dạ thưa sư, con xin hết. Thưa sư, xin đọc ạ. Ba chê tú, hãy đến xe. Ba sa đá, ví ma ná là cung điện, hoàng cung. Bí vá tí là uống. Búc chá tí là hỏi. Búc bá là mũ. Gia đí thăm má, tình trạng bệnh, sự bệnh. Pra vá tí, ru tí là nói. Má há lắc cá, người già, già. Ma là đừng chớ. Múc khá là miệng. Metta sambayutta có tâm từ. Ramati vui thích. Giá vách chi văn cho đến trọn đời. Rú cha sự đau nhức. Roga bệnh tật. Lohita là máu. Vá đá tí nói. Ví chá ri tung để đi dạo. Sát cá tá xe ngựa. Sắp bá sắp tá tất cả chúng sanh. Samukha đối diện với, giáp mặt với, gặp phải. Xú khá sự ăn vui, một cách ăn lạc. Xú khí tá ăn vui, ăn lạc. Há đá giá là trái tim. Thưa sư, xin hết. Bạch sư, con xin đọc ạ. Akhisota gama mukhadi là mắt tai mũi miệng. Agarang acha achi hawasati là sống tại gia đình. Athi là xương cốt. Anatita là không thoát khỏi. Anuphavana là sự thọ hưởng. Aneka là nhiều, không ít. Anto là bên trong. Api là dù, cũng, cả, lẫn.
Apinhang là thường thường, Achanati là biết rõ, Arogya là sức khỏe, Abhatita là bị bệnh, bệnh, Asawaka, Yawaha là việc dẫn đến sự đoạn tận các lậu hoặc, Ichati là muốn, Udaka là nước, Uppachati là sanh lên, phát sanh lên, Vichati, Vichana là vườn, là hoa viên, Kata là đã làm, Karuna san, Payutta Chitta là tâm bi, Kamauna là dục lạc, Khayanga là chi phần của cơ thể, Kinchapi là dù rằng, mặc dù, Khira là sữa, Khela là nước bọt, Garuka là nặng, Galati là rỉ chảy, chảy ra, Gihibuga là sự an hưởng của người thế, Chitta là tâm, Chintana là sự suy nghĩ, Chanupathaka là người hầu sa nạc, Yarathamma là tình trạng già, sự già, Yanati là hiểu, biết, Dahara là trẻ, Dukkha là sự khó khăn, sự đau khổ, Dukkhan là một cách đau khổ, Duttiyang là lần thứ hai, Na, No là không, Nikkhamittwa là sau khi rời khỏi, Nicchakalang là luôn luôn, Nikdukkha là không có đau khổ, Nippachatti là nằm, Pachawe, Khatti là quán tưởng, suy xét, Pathetti là ước, là mong. Dạ con xin hết ạ. Paridewanta là đang rên rỉ, Paridewana là sự rên rỉ, Pawisati là đi vào, Payetu là hãy đánh xe, Pasada, Vimana là cung điện, hoàng cung, Pitwati là uống, Puchati là hỏi, Puppa là mũ, Paya thì Thamma là tình trạng bệnh, sự bệnh, Pawati tí là nói, Mahalakka là người già, già, Ma là đừng, chớ, Mukha, Mukha là miệng, Metta Sampayutta là có tâm từ, Ramati là vui thích, Yawachiwan là cho đến trọn đời, Rucha là sự đau nhức, Roga là bệnh tật, Lohita là máu, Wadanti là nói, Vicharitum là để đi dạo, Sakata, Sakata là xe ngựa, Sakbasata là tất cả chúng sanh, Samukha là đối diện với, giáp mặt với, Sukha là sự an vui, một cách an lạc, Sukhita là an vui, an lạc, Hadaya là trái tim. Bà sư hết ạ. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc đúng không ạ? Dạ, thưa sư, hết rồi sư. Cô Diệu Bảo, nào mới cô Bảo? Dạ, thưa sư, dạ, hết rồi sư.
Khánh ơi, Khánh. Cách Khánh sư kêu. Dạ sư. Là nghĩ đi để kỳ sau sửa luôn, sửa vậy nữa lục chục quá không mới giải thích được, tại cũng 9 giờ rồi. Dạ, vậy con để kỳ sau. Để kỳ sau sửa luôn đi. Dạ. Bây giờ mời lớp nghỉ. Dạ. Chúng con xin được tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học Bali ngày hôm nay ạ. Là bài học đã kết thúc. Kính mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con xin kính tri ân sư. Con xin thay mặt cho cô chú học viên trong room hồi hướng phước báu của buổi học hôm nay đến chư thiền. Akasatha Japamatha Dewa Naga Mahitika Bunyang No Anumodan Tujirang Rakan Tusasana Akasatha Japamatha Dewa Naga Mahitika Bunyang No Anumodan Tujirang Rakan Tunogaro Akasatha Japamatha Dewa Naga Mahitika Bồn nhang nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu yá ta yô a ca sa tha cha phong ma tha Đê hoa ná ga ma hi thi ca bồn nhang nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu yá ta yô a ca sa tha cha phong ma tha Đê hoa ná ga ma hi thi ca bồn nhang nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu ba ni nô a ca sa tha Japamatha Dewa Naga Mahitika Bunyang No Anumodan Tujirang Rakantu No Ustadam Inang Watano Bunyang Asawakaya Wahang Hodu Anagati Gali Sathu. Chúng con kính chúc sư được sức khỏe, kính chúc sư một đêm an lành. Chúng con kính tri ân sư cả Pháp Nhiên đã cho phép mở Zoom này nhằm tạo điều kiện cho các Phật tử xa gần có nơi học tập để trao dồi Phật Pháp. Xin được tri ân các Phật tử đã hộ độ cho chùa Siêu Lý Phú Định, quận 6 mở được Zoom. Nguyện cho Phật Pháp được trường tồn, nguyện cho Phật Pháp được trường tồn, nguyện cho Phật Pháp được trường tồn. Thân mời quý vị trở lại lớp Pali này vào các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần vào lúc 19:30. Kính chúc tất cả an vui trong cuộc sống. Dạ, buổi học Pali đến đây là kết thúc ạ. Dạ, xin chào ạ. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Dạ. Dạ, sư. Dạ, con kính chào sư ạ. Dạ. Rồi.